bạn nha. Chào một buổi sáng nha. Bữa nay thì mình sẽ ra cái góc cô quẹo Huyền Thoại để quay cho mọi người cùng xem mà những anh em xà lan di chuyển qua cái khu vực này nha. Đây xà lan cai bên trước cái là khẩm đây các bạn. Quá dữ. Anh chở đá các bạn. Sáng nay thì nước nó chảy yếu yếu các bạn, mấy anh em xà lan bự bự thì tranh thủ vô các bạn, sợ lát nữa thì tầm khoảng chưa chưa tí thì nước nó đổ rất là mạnh nha. Ôi ôi. Đang bò xuống dưới các bạn. Dữ vậy ta. Anh tàu biển anh tăng tốc luôn các bạn. Vừa mới qua mặt anh xà lan nha. Nghe đạp ga chạy xuống không kịp. Quá dữ rồi kìa bù. Anh xà lan đá tiếp theo nghe các bạn. Rất là bự luôn nè. Đang từ từ xuống nha. Quá bự. Mấy anh này mà vô kênh nhỏ thì nước nó rút cái là đá các bạn. Quá dữ kìa càng luôn. Trên kia thì có anh ghe chàm nha. Anh chở chàm anh đang né nè các bạn. Quá trời bự rồi. Mấy anh này mà tàu nổi thì rất là cao các bạn. Anh ghe chàm này thì cũng rất là cồng kềnh nha các bạn. Anh này anh lấy xác vô trong luôn nè các bạn. Đây bây giờ thì anh ghe cừ anh có thể là một mình đi lên các bạn.
xuống nè, anh xà lan cát đang xuống đó bạn. Sát vô trong đây các bạn. Thêm một anh ghe bầu đang lên nữa các bạn. Anh xà lan cát này rất là bự nha. Quá thì cao rồi anh ơi. Anh này anh đang án bình bất động nha. Quá rồi, anh này anh đang nhường chiếc xà lan kia nha, anh phải đứng yên một chỗ nè. Lúc mà giao nhau mấy chỗ này thì rất là nguy hiểm đó bạn. Đang từ từ lên nha các bạn. Trời luôn nè. Anh này thường đi kéo tàu biển nha bạn. Quá trời đẹp luôn. Xà lan đi biển nha các bạn. Thì anh đang ra hiệu lệnh cho anh tài công đi thẳng đây các bạn. Cái này là đá học các bạn, đá tắng bờ kè đó các bạn. Quá trời bự luôn. Đi xuống rất là ngầu nha. Mỗi khi mà qua đây thì phải có người ra phía trước đứng các bạn.
lan đi biển các bạn. Đang xuống dưới nha. Anh xà lan tiếp theo nha. Trời ơi, đâu mà 2-3 cái vòi nước nha chàng. Quá dữ. Xà lan cabin trước đang đi qua nha các bạn. Khá là ngầu luôn nè. Giờ thì nước đang lớn các bạn. Tiếp theo nha các bạn. Anh này quá trời bự luôn rồi nè. Kìa, cái mũi kìa. Trời ơi. Quá trời bự rồi. Treo quá là nhiều những cái trái độn nha các bạn. Xà lan đang tăng tốc đi lên nghe các bạn. Quá trời giọt luôn rồi. Cát cơm hoặc là cào sò các bạn. Đánh bắt gần bờ nha. Anh xà lan cát các bạn. Nổi nguyên đống lục bình luôn kìa. Cái này cắt xây dựng nha các bạn. Quá trời đẹp. Đang đi nước nước đứng các bạn, cũng gần như đứng nha. Là đứng gồng rồi các bạn. Quá ngầu luôn.
cũng